Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tập làm văn. Bài đáp lời phủ định, nghe trả lời câu hỏi. Trong tiết học tập làm văn ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu bài tập 3. Bài tập 1, bài tập 2, các em sẽ tự mở sách giáo khoa và tìm hiểu thêm nhé. Để các em có thể trả lời được các câu hỏi của bài tập 3, bây giờ cô sẽ mời các em nghe câu chuyện vì sao và trả lời câu hỏi. Các em hãy cùng chú ý lắng nghe câu chuyện. Vì sao? Lần đầu tiên về quê nội chơi, Lan không khỏi ngạc nhiên khi thấy mọi thứ ở nơi đây đều vô cùng mới lạ và thú vị. Cô bé thấy những ngôi nhà ở đây đều thấp lè tè, với mái ngói đỏ tươi, chứ không cao vút như ở thành thị, nơi mà cô bé đang sống. Ở đây, cây nào cũng to ơi là to, tỏa bóng súng che khuất cả một vùng trời mà ở thành thị, Lan chỉ thấy ở công viên thôi. Ở đây, Lan mới tận mắt nhìn thấy con trâu đi cày như thế nào, con bò gặm cỏ ra sao. Những hình ảnh ấy Lan chỉ nhìn thấy ở sách giáo khoa thôi. Chiều đến, Lan ra cánh đồng tìm anh họ. Từ xa, Lan đã thấy anh họ đang lững thững đứng cạnh một con vật đang cúi đầu chăm chú gặm cỏ một cách ngon lành. Lan tiến lại gần. Em chào anh ạ. Anh đang làm gì ở đây thế? Anh chào em. Và hình như bị bất ngờ bởi một điều gì đó, Lan ngạc nhiên hỏi anh. Anh ơi, sao con bò này lại không có sừng hả anh? Anh họ của Lan không khỏi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô bé, liền đáp. Bò không có sừng vì nhiều lý lắm. Có con bị gãy sừng, có con còn non chưa có sừng. Riêng con anh này ơi, không có sừng. Sao con bò này nói là con có sừng hả anh? Bò không có sừng vì nhiều lý lắm. Có con bị gãy sừng, có con còn non chưa có sừng. Riêng con này không có sừng vì nó là con ngựa. Lan tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ồ, thì ra nó là một con ngựa. Ồ, vậy hóa ra con vật mà Lan nhìn thấy không phải là một con bò, mà là một con ngựa đấy các bé ạ. Ồ, thì ra nó là một con ngựa. Sau khi các em đã được nghe câu chuyện, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lời các câu hỏi nhé. Đầu tiên là câu hỏi số 1. Tên các nhân vật có trong câu chuyện vì sao là? A. Lan. B. Anh họ của Lan. C. Cả hai ý trên. Các em hãy dừng video lại, suy nghĩ để tìm ra được đáp án đúng cho câu 1 nhé. Và đây là đáp án của cô, ý C, cả hai ý trên. Chúc mừng các em đã có câu trả lời đúng. Chúng ta đã vừa trả lời xong câu số 1 rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lời tiếp câu số 2. Câu 2. Lần đầu về quê chơi, Lan thấy thế nào? Các em hãy dừng video lại. Chúng ta cùng nhớ lại câu chuyện mình vừa vượt nghe để trả lời cho câu hỏi số 2 nào. Và đây là đáp án của cô. Lần đầu về quê chơi, Lan thấy mọi thứ đều lạ lẫm. Các em có cùng đáp án giống cô không nào? Chúc mừng các em đã có câu trả lời đúng. Bây giờ chúng ta cùng nhau qua câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3. Lan đã hỏi cậu anh họ điều gì? Các em hãy dừng video lại, suy nghĩ
và trả lời nào. Và đây là đáp án của cô. Lan đã hỏi cậu anh họ là: thấy con bò đang ăn cỏ, Lan hỏi anh họ: sao con bò này không có sừng hả anh? Đây là câu trả lời của cô. Những em nào đã có cùng đáp án với cô? Chúc mừng các em đã có câu trả lời đúng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua một câu hỏi nữa. Câu hỏi số 4. Cậu bé giải thích vì sao con bò không có sừng. Các em đã được nghe câu chuyện rồi. Bây giờ xin mời các em hãy dừng video lại. Chúng ta cùng suy nghĩ và trả lời cho câu hỏi số 4 nào. Và đây là câu trả lời của cô. Anh họ giải thích bò không có sừng có nhiều lý do. Có con bị gãy sừng, có con còn non chưa có sừng. Riêng con này không có sừng vì nó là con ngựa. Chúc mừng các em đã có câu trả lời đúng nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5. Thật ra con vật mà Lan nhìn thấy là con gì? Các em hãy dừng video lại để suy nghĩ nào. Và đây là đáp án của cô. Thật ra con vật mà Lan nhìn thấy là con ngựa. Chúc mừng các em đã có câu trả lời đúng. Vậy là chúng ta đã vừa trả lời xong các câu hỏi cho bài tập số 3. Bây giờ các em hãy tự kể lại câu chuyện này nhé. Và tiếp theo các em sẽ lấy vở bài tập tiếng Việt ra để làm bài và vở bài tập tiếng Việt. Sau đó chuẩn bị bài tiếp theo nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt các em.